thì giới thiệu với anh, ngoài Vâng. chị Thủy ra thì đây có anh Em gặp Giang, anh chủ chị tịch nhiều lắm. của Sona Group. Vâng. Đấy, chủ Dạ. tịch của Sona Group. Vâng. Còn đây là Vâng. những anh chị em trong nhóm nhà đầu tư. Vâng, chào tất cả các Đấy, anh khách các hàng chị. À. cũng hôm nay Vâng. cũng muốn tham quan Vạn Hương. Giới thiệu với tất cả anh chị, đây là anh Tòa, là một trong những người đầu tiên trồng và chăm sóc đàn hương tại Việt Nam. Hiện tại thì có vườn cây lâu nhất tại Việt Nam là 9 năm rồi. Vâng. Đấy, thì hôm nay anh cũng sẽ trực tiếp là dẫn mình đi tham quan các vườn đàn hương anh đã trồng. Đấy, cũng như là tí nữa mình sẽ đi tham quan cái vườn có cây 9 năm luôn để mọi người thấy được. Đấy, bây giờ trước Rồi. tiên á, tôi chào tất cả các anh các chị. Hôm nay cũng có một dịp các anh các chị gọi là từ tất cả mọi nơi về đây gọi là để thăm những cái cây đàn hương thực tế. Cả những cây đàn hương là cây này là vườn này là được bục khoảng độ 4 năm 4 năm tuổi. Đấy, từ khi trồng đó. Đấy là ký chủ tốt thì cây đàn hương nó sẽ phát triển rất là tốt. Đợt tí các anh chị vào thăm thực tế. Có những từ dưới mặt đất lên khoảng 30 phân, còn những vành gốc của có cây đây nó cả đạt đến 50 rồi. 45 50 cm rồi đó. Đấy. Nhưng cũng có cây nó chỉ đạt được 20 30 cm thôi. Lý do tại sao thì trong tí em sẽ dẫn các anh các chị. Thôi mời các anh các chị đi vào thăm thực tế. Biết đấy, Đây, đây. nhiều quả Đây đấy, cây này là 4 năm này. cái quả này ăn được không Đây. anh? Cái năm thứ Đây tư quả này ăn có ăn thử. được không? Ăn cái quả Cái này cái có cùi của nó rất là ngọt và thơm. Đấy, ngon xong cái trong là có cái nhân cái hạt hạt ở trong này ăn lại rất là béo đấy, ăn được cái hạt đấy. cái hạt của nó rất là béo và trong cái hạt là nó có cái hàm lượng dầu rất là tuyệt vời. Xong Quả tí này nữa ở mình sẽ lá chia nhá. sẻ cho tất cả các anh chị cái chia sẻ cái dầu hạt Ăn được cả hạt anh ạ. Em ăn cái được hạt ăn được quả đấy. béo Béo lắm. đây anh ăn thử trái rất ngọt. Ủa, anh nhận ra đâu? Đấy. Anh là đầu tư nhiều nhất ở đây mà anh cũng bị mặn mà. Có bao giờ về không? Đấy. Ô, buồn cây đi. Đi đi chụp cây 9 Giới năm. thiệu với lại anh em, đây là cây đàn hương 4 năm tuổi. Cây này đã đến lúc được thu hoạch cả lá, cả hạt và các cây ký chủ xung quanh đã được thu hoạch, bắt đầu thu hoạch rồi. 4 năm tuổi đấy.